chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ, đúng từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Biết trước điều này, ắt hút cạn lộc trời, đắc tài phú quý, tay ôm trăm tỷ, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Và chỉ có những người phúc dày mệnh lớn mới có đủ mạnh mẽ để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền đời mình đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công như ý. Theo quan điểm tử vi cổ học, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong vận niên mà mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này, có thể ta đang bị hung tinh chiếu mệnh, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng ở thời điểm khác lại phú quý lâm môn, thu hái tiền tỷ về nhà, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, nếu người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 làm ngay việc này, thì bước vào thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ được các tinh chiếu mệnh. Thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Cụ thể trong thời điểm này, người tuổi Đinh Dậu sẽ gặp được những may mắn hay khó khăn nào, thì xin mời quý khán giả hãy cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét tính cách của người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả, mệnh quả, tức lửa dưới núi. Cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài, kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Đinh Dậu sinh năm 1957, mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung hữu cương. Khi nhìn bề ngoài mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người, trong đầu họ có nhiều tâm tư tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh. Tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ, điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác, khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên,
Với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này, cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa, trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Theo tử vi từ nay tới Tết 2025, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Đinh Dậu. Sau khi trải qua đầu năm không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục, tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc, Đinh Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Đinh Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Về mặt tài chính, trong từ nay tới Tết 2025, hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Đinh Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, Đinh Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Về phương diện sức khỏe, trong từ nay tới Tết 2025, sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu sẽ được duy trì tốt. Thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, từ nay tới Tết 2025 âm lịch.
Tử Vi tháng 9 âm lịch 2024 có tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, có tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, bước sang tháng 9 âm lịch, nguyệt lệnh lâm suy ở Đinh Dậu dự báo vận trình bản mệnh giảm sút. Một phần vì không được nguyệt lệnh che chở, phần khác là do chính sự nỗ lực của bạn chưa tới, mọi thứ vẫn chưa thể đạt kết quả như con giáp này mong muốn. Công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng từ chính bản mệnh mới mong có ngày nếm trái ngọt. Do vận khí sa sút nên có những việc lúc đầu tiến hành khá thuận lợi, nhưng càng về sau càng trở ngại, khó khăn, tâm lý, áp lực tinh thần xuống dốc là điều khó tránh. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân bạn cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, chứ đừng nhắm mắt cho qua. Biết sai mà không sửa thì sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại. Lại thêm thái tuế và âm sắc hung tinh tác động là điềm báo có tiểu nhân đeo bám khá rõ. Con giáp này nếu không đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình thì sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ được bạn. Bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực, tạo cái cớ cho tiểu nhân nắm thóp, giở trò quấy phá. Có thể thấy vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của con giáp tuổi Đinh Dậu trong tháng này. Do đó, điều quan trọng là bạn cần sớm sốc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thách thức tới trong tháng. Trong đó suy nghĩ quá nhiều, sợ bóng sợ gió là vấn đề mà bạn cần khắc phục. Thay vì nghĩ nhiều thì bạn nên mạnh dạn đứng dậy hành động. Có làm ắt có sai, sai thì sửa, đừng quan trọng quá vấn đề. Đây chắc chắn sẽ là một tháng bạn không được cho phép mình được chỉnh mãn hay sa sút, thả trôi bản thân, kẻo mọi thứ còn sa sút nhanh hơn. Nếu bạn biết bình tĩnh đối mặt, tính toán hơn thì sẽ đạt được những thứ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Một khi kiên trì vượt qua hết thảy, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc, sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Nếu có thể, bạn chưa nên rời bỏ công việc hay vị trí hiện tại ở thời điểm này, kẻo mọi thứ sẽ không lý tưởng như những gì bạn kỳ vọng. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Dậu có chỉ ra rằng công việc khó thuận lợi, nên kéo theo đó là tài lộc của tuổi Đinh Dậu cũng giảm sút khó tránh. Nguyệt lệnh lâm suy gây ra nhiều tác động của môi trường xung quanh, tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh, bản thân bản mệnh lại sinh tâm lý sốt ruột và chán chường. Cùng lúc chịu nhiều áp lực, khó tránh khỏi việc muốn buông xuôi, càng như vậy con đường làm giàu của bạn càng hẹp lại. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng không mấy khả quan, tuy trong tháng cũng có thời điểm sáng hơn, doanh thu đạt được cao hơn so với bình thường, nhưng năng suất này thấp không đáng kể. Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Bạn cũng không nên vội vàng tin tưởng vào những lời chào mời, rủ dê bùi tai mà dễ dàng dung tiền ra, đó có thể là cái bẫy ngọt ngào chỉ đợi bạn sa vào. Ở thời điểm này, mọi thứ lên xuống thất thường, nhưng chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng thất thu. Các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng chớ nên xem nhẹ, nhiều khoản nhỏ tích lại thành khoản lớn, buộc lòng tuổi Đinh Dậu phải rút hầu bao. Số tiền tích lũy được chưa nhiều đã phải bỏ ra để chi dùng. Tuy nhiên, đó là việc làm cần thiết nên không phải đắn đo quá nhiều. Có điều, cần phải liệu cơm gắp mắm, chi tiêu eo hẹp hơn đôi chút. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của tuổi Đinh Dậu trong tháng 9 âm lịch có dấu hiệu giảm sút khá rõ. Bệnh cũ dễ tái phát, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức, lười vận động là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến tim mạch. Bạn cần chú ý dưỡng sinh để nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, bản mệnh nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay uống đồ uống có cồn để cải thiện thể chất. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng như làm chậm dấu hiệu lão hóa. Khẩu quyết, bản mệnh phải biết cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm cá nhân. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu tím và màu be. Con số may mắn 68, 77, 85.
Tử Vi tháng 10 âm lịch 2024 có tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy cục diện tương hại sẽ gây ra cho người tuổi Đinh Dậu không ít sóng gió. Trong tháng này bạn cần phải nhắc nhở mình cố gắng không đầu hàng trước nghịch cảnh, bởi trong đó vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội. Nếu bạn nắm bắt đúng lúc thì hoàn toàn có thể biến nguy thành cơ, khẳng định giá trị và vị thế của bản thân mình. Thời điểm này, các mối quan hệ của bản mệnh gặp phải nhiều khúc mắc, thậm chí có người rơi vào cảnh bị người thân, bạn bè phản bội vì lợi ích. Đối diện với tình trạng này, bạn có thể thất vọng, nhưng đừng quá bi quan, hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn nhận rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu và không cần tốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng nữa. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ của mình và đừng dành quá nhiều thời gian để oán trách. Càng có thái độ tiêu cực, bạn càng dễ mắc phải lỗi sai. Ngược lại, nếu giữ trạng thái tích cực, bạn có thể nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Tháng này, có thể bạn sẽ phải khá vất vả, song kết quả chưa thể thấy rõ ngay lập tức. Thế nhưng đừng sốt ruột, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở tương lai. Hơn nữa, nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy nếu bạn cần cù chăm chỉ làm việc thì ắt nhận được sự chú ý và ưu ái của cấp trên. Hãy dũng cảm nhận những nhiệm vụ khó, sẵn sàng làm những công việc bị nhiều người trốn tránh, bởi đó chính là cơ hội để bạn ghi điểm trong mắt người khác, đồng thời chứng minh được thực lực của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 10 âm lịch. Tháng này nghi tuổi Đinh Dậu rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ trên phương diện tài lộc. Cục diện tương hại khiến mọi kế hoạch khó có thể phát triển như dự kiến, thậm chí có người phải sức đầu mẻ trán đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Thời điểm này, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, khiến chuyện làm ăn kinh doanh liên tiếp gặp phải biến cố. Nếu không bình tĩnh xử lý và tỉnh táo trong việc đưa ra các quyết định thì rất dễ rơi vào bẫy, gây hao tài tốn của, thậm chí trắng tay. Việc hợp tác đầu tư cần được suy tính thật cẩn thận trong thời điểm này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nghe theo lời dụ dỗ, rủ rê. Đặc biệt, bản mệnh cần hạn chế hùn vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân thiết để tránh những tranh chấp về sau, vừa ảnh hưởng đến tình cảm, vừa ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, hãy cố gắng giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, hạn chế các cuộc tranh cãi tới mức thấp nhất. Dù muốn làm giàu nhanh đến mấy, cũng đừng nghĩ đến việc hãm hại, chiếm công của người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì rất dễ vướng vào thị phi, làm xấu hình ảnh của bản thân, thậm chí dính líu tới pháp luật. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, làm nghề tự do, thì cứ hãy chăm chỉ, chịu khó và tập trung làm tốt các nhiệm vụ còn đang dang dở của mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, bản mệnh chỉ cần làm cho tốt những công việc này thôi, là bạn không lo thiếu thốn, vẫn có đủ đồng ra đồng vào để chi tiêu cho cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 10 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu cơ bản duy trì được tình trạng sức khỏe ổn định trong tháng này, dù phải đối diện với vấn đề căng thẳng, song nhờ cơ thể khỏe mạnh mà bạn có sức lực để cố gắng vươn lên. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Dậu khuyên bản mệnh hãy sắp xếp thời gian rảnh để nghỉ ngơi và xả sạch stress. Bởi nếu cứ cố gắng liên tục trong khoảng thời gian dài thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy. Nếu cảm thấy có điều gì bất mãn, bạn nên tìm người thân thiết và đáng tin cậy để chia sẻ. Như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí đối phương có thể giúp bạn có góc nhìn khác về sự việc. Khẩu quyết: tình hình tài chính không có biến động quá lớn, thu chi vẫn cần cân đối. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu xanh lam và màu trắng. Con số may mắn 80, 66 và 75. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 có tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Dậu chỉ ra rằng những thách thức trước mắt mà con giáp này phải đối mặt là không ít và mức độ cũng không hề nhẹ nhàng. Nhưng hãy coi đó như những trải nghiệm quý giá để nâng tầm bản thân, bởi nó không thể vượt qua những khó khăn, bạn sẽ không thể nào đi đến đích nơi có những vinh quang rực rỡ mà bạn luôn mơ ước. Do chịu ảnh hưởng của phá thái tuế,
Tổng quan sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu không mấy lý tưởng. Bản mệnh thường xuyên phải chịu nhiều áp lực và trở ngại, bạn sẽ phải lao đao một phen, tinh thần làm việc uể oải, thiếu tập trung, dễ rơi vào bế tắc. Khi bạn không thể tìm ra định hướng phát triển rõ ràng, thậm chí có nhiều khi bạn đi làm cho có người, thiếu sự sáng tạo, thậm chí nảy sinh tâm lý nhảy việc. Điềm báo tử vi còn nhắc nhở tuổi Đinh Dậu, bản mệnh nên đề phòng có tiểu nhân ngáng trở, khiến cho công việc dù có cố gắng thế nào cũng không được như ý. Đối phương chỉ tập trung vào những thiếu sót của bạn để công kích, gây nhiều điều phiền nhiễu, song bạn hoàn toàn có thể tránh được những rắc rối không đáng có. Bằng cách là làm việc cẩn thận ngay từ đầu, hãy cố gắng xốc lại tinh thần càng sớm càng tốt, bình tĩnh đương đầu, bình tĩnh giải quyết, rồi mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Trong tháng này, Đinh Dậu còn gặp nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, vận khí nằm ở giai đoạn thai nghén, chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Bạn làm gì cũng nên có kế hoạch cụ thể, đặc biệt là phải biết kiên nhẫn đợi cơ hội, đúng việc đúng thời điểm. Thay vì đâm đầu mù quáng một cách vô ích, người tuổi Đinh Dậu được khuyên nên chậm lại bước chân của mình, tính toán mọi thứ thật kỹ, rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn. Đừng quá nóng vội, kẻo sôi hỏng bỏng không. Những vấn đề rắc rối hiện tại không thể tránh, nên Đinh Dậu hãy cứ thẳng thắn đối mặt. Chỉ khi đó bạn mới biết mình đang mắc ở đâu và tìm ra cách giải quyết thích hợp. Đừng quá lo lắng, vì đã có các tinh thiên đức xuất hiện đúng lúc, sẽ giúp bạn xoay chuyển tình thế, giành lại thắng lợi xứng đáng. Quá trình có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra mọi nỗ lực đã bỏ ra và cả những tủi hờn phải chịu đều là đáng giá. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong tháng 11 âm lịch. Ở phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp dự báo, đây không phải là một tháng may mắn với bản mệnh trong việc kiếm tiền, hung vận ám quẻ. Cảnh báo con giáp này về nguy cơ hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ, việc làm ăn thiếu sự đổi mới và sáng tạo, nên dễ đi vào lối mòn, dần già tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh. Cục diện tương phá gây ra nhiều bất lợi cho Đinh Dậu trong việc kinh doanh khi liên tục bị tiểu nhân chơi xấu. Kẻ đó cố tình giở trò cạnh tranh khiến bạn tốn rất nhiều công sức để đối phó, cố gắng giảm tối thiểu tác động lên việc buôn bán của mình, lợi nhuận cũng vì thế mà giảm sút đáng kể. Tháng này, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt để chiếm đoạt tài sản. Tài chính hạn hẹp nên vấn đề chi tiêu cũng phải cân nhắc hơn rất nhiều, không thể thoải mái tiêu pha theo ý mình như trước nữa. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm dưỡng dự báo mọi khó khăn ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính tạm thời, con giáp này vẫn có cơ hội chuyển mình. Nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, tập trung bằng hết khả năng của mình, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Để cải thiện tài vận của mình, người tuổi Đinh Dậu trong tháng 11 âm lịch này có thể áp dụng phong thủy phi tinh. Theo đó, hai tài tinh bát bạch gặp lục bạch đồng cung tại hướng Tây Bắc, đây được coi là phương vị dưỡng tài, mang tới may mắn về tài lộc cho bản mệnh. Bạn nên chú ý dọn dẹp sạch sẽ, tránh có vật nặng ở khu vực Tây Bắc trong nhà, trong phòng, kẻo chặn nguồn tài khí luân chuyển. Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn cũng có thể bày biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này trên bàn làm việc để nắm bắt năng lượng, tăng cường vận may, thúc đẩy công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch. Phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Đinh Dậu trong tháng này, vấn đề tình cảm của con giáp này không có nhiều chuyển biến. Mối quan hệ lứa đôi hay vợ chồng ngày càng xa cách, do thiếu sự tương tác và chia sẻ với nhau, cả hai đều quá mải mê với việc riêng của mình. Việc ai nấy làm, cả hai đều nên có trách nhiệm trong việc tìm cách hâm nóng tình cảm, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, do thời điểm này có nhiều việc cần phải suy nghĩ, cũng phải vất vả hơn trước, nên sức khỏe của Đinh Dậu có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Những thời gian rảnh rỗi, tuổi Đinh Dậu càng nên học cách thư giãn để đầu óc thoải mái, tái tạo năng lượng cần thiết. Như vậy vừa có lợi cho sức khỏe, lại giúp công việc tiến hành trôi chảy hơn rất nhiều. Khẩu quyết: nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, cần lập ra một kế hoạch chi tiết. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Con số may mắn 88, 66 và 86.
Tử Vi tháng 12 âm lịch 2024 có tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, có tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Đinh Dậu được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió. Trong tháng có tương hình Án Ngữ, người làm văn phòng dường như làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy dạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận cuối năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết. Nhưng Đinh Dậu vẫn phải nhiều phen lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu, mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của Đinh Dậu. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng, một khi tư tưởng rơi vào bế tắc, con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc, đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an, thì lại có dấu hiệu bỏ bê chán trường. Điều này tạo thành một dòng luẩn quẩn, việc dồn việc, rắc rối trồng chất, tinh thần càng thêm chán chường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Với sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước kia khiến cho con giáp này mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm tuổi Đinh Dậu quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có mà ngủ quên trên chiến thắng, nên bạn đã lơ là nhiệm vụ, tinh thần chiến đấu bị phủ bụi. Những điều này chủ yếu xuất hiện ở những người làm công ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý, tháng này có sự xuất hiện của sao Thái Âm, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá dượng, nó cần tới sự trợ giúp từ ai đó. Bạn hãy nhờ một vài người bạn hay đồng nghiệp là nữ của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng mới dự báo, tình hình tài chính của tuổi Đinh Dậu chưa có sự khởi sắc trong tháng này. Mặc dù có thái âm chủ về điền sản, đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch, cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Có lẽ bạn chỉ có thể trông chờ vào khoản thưởng Tết cuối tháng, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất bạn phải quan tâm là cần cân đối thu chi hơn. Do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính đường dài, tránh việc thấy có lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự. Năm hết Tết đến, hãy tạm gác các kế hoạch để ra Tết tính toán cẩn thận hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của Đinh Dậu cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải, sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc sẽ thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới hành sự sai lầm gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân vướng vào rắc rối. Khẩu quyết, sự nghiệp có những cơ hội phát triển, nên kiên trì theo đuổi mục tiêu. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu cam. Con số may mắn 36, 77 và 58. Trên đây là tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc,
bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.